We continue, John. Okay. Now say word if the sentence is correct. And actually know if the sentence is not correct. Anna could choose number one, John. Anna could choose to watch films in the evenings. True or false, John? True. True. Which sentence? Tell me about that, John. Con có chỗ nào để mình biết đó là mình sẽ cái câu đó là đúng nào? This At the end, of the day, the school lesson, choose between sport and watching movies. one. My listening has will improve because of all the things I've seen that here. Okay, right. Okay. Number one is go, or you say true. How about number two, Zhang? The cafe is only 100 meters from the beach. Number two is true or false? Is false. It falls where? When you can say it falls with sentence. We usually have lunch in a cafe that's only 10 meters from Okay. the sea. Okay, I think so. And number three, the park is opposite Anna's school. Oh. False. Which sentence tell you about that? Where is the park? You can see here in 3A, the park is behind our classroom, not opposite. Okay, is that right? Number four, John. Fred danced round the fire by the sea. So, False. Why? Why you choose that? Why you choose this false? in the evening, we walk down the path to the sea and sing songs around the fire. I never felt alone here. Okay, he just sang songs there, not a dance. Oh, number five, Zhang,
and not like staying inside and doing homework. No. No. Which sentence tell you about that? Some of the other people to stay inside the room, Okay. I think so. And the last sentence, Fred met some other children when he was swimming. yes. Yeah, Yes. true. Which sentence tell you about that? I met some other children in the pool and we stayed together all afternoon. Okay. To be very good, John. You're reading quite good. Now, listen to Paul. He's talking about his day. Oh, maybe we will continue it later. Cái này à hai ngày mai á Trần cô với con thử mình thử học bằng cái cô thấy ở trên của con á Zalo của con có trên máy tính không? No. Zalo của con có trên máy tính sao ta? Để ngày mai á thử cô gửi cho con cái link Zalo thử mình học thử được không nhé. Ha. Con có thể vào trên máy tính á. Con có biết đào cái phần mềm Zalo No. không? Tối ba mẹ về con thử con nhờ ba mẹ đào thử được không? Không con. Hả? Yes. Ừ, con thử đào cái Zalo ở trên máy tính đó rồi ngày mai cô gửi cái link hay là cô gửi cái cuộc họp ở trên Zalo á rồi mình thử bằng Zalo coi thử nghe nó ổn hơn không cho nhé. Yes. Ừ. Rồi chứ vậy thì cái phần nghe con đâu có nghe được. Nào next. Next, please. F. Write about your school on news. Write about your school on news. Dear Ben. Yep, this one. Dear Ben. Here's a picture of school where I'm studying English. Everyone is here at school. Oh. Maybe this one is about an email from Anna to Ben. Tell Ben about her school. Maybe this one you can do at home. Some of other prefer to stay inside the computer room. But I don't. At the end of the day, the school lets us choose between sport and watching movies. My listening has already improved because it's all the film I have seen here. Maybe you can do with this. It's about, you can write it about your email. You can start your email by, con có thể bắt đầu cái email của con bằng cách gì đấy. Nào. Dear, dear, con sẽ rồi tới tên của cái bạn nào đó mà con muốn viết hay là ai đó con muốn viết. And remember, you will use the comma at the end of this this one. Con sẽ dùng cái dấu phẩy ở phía sau đây ha, Trân. Okay, con nhớ nha. Rồi, there's some you tell. In the first sentence, you tell them about what you want. The general idea about your email. Cái câu đầu tiên á, con sẽ giới thiệu hoặc là con sẽ nói về cái ý chính của cái đoạn email mà con muốn kể. Ok. The general sentence. Ok, for the first one. Rồi, con sẽ có ở bên dưới này nè. Ví dụ như ở trên thì con
sẽ nói về cái lớp học thì ở dưới, à về cái ngôi trường thì ở dưới những cái câu bên dưới này nè. Ví dụ con sẽ nói về where, rồi how, how is it, nó như thế nào nè, rồi đó, hoặc là nói chung là con sẽ mô tả nó, describe it, you describe it. Then, con có thể thêm ở cái phần này thì con sẽ có thể thêm vào cái gì nữa? Your feeling, cảm xúc của con đó, con cảm thấy như thế nào? Ok, how do you feel? And the last sentence, you need to have in source sentence or including, sorry, inclusion. Sentence. Con sẽ có cái câu để con kết thúc lại. Ok. Và cuối cùng con sẽ ký Yes. tên ở bên dưới. Is it Yeah. I think you can do this well for this sentence. And maybe you are like this. You have how many sentences for this one? One, two, three, four, five, six, seven. You have sevens for this email, or and your email, you can write it from five to seven sentences. Is it okay, John? You let do this one, and maybe when you finish, you send it to me, and I will check for you. Yeah. Is it okay? I will send this one for you, and I also send you your homework for unit 50. Your unit 50, and you do it at home as your homework. Is it okay? Yes. Okay. Any question, John? Con có câu hỏi No. không nào? I am in this way. Tell me about your school. Okay, that's all. If you don't have any question, we stop here and we will continue tomorrow. Is it okay? Sáng mai cô sẽ cố gắng là cô vào sớm tí rồi cô gửi cái link Zalo thử cho con nhé. Tối con về con nhờ ba mẹ đào dùm cô cái Zalo ở trên máy tính xem sao ha. Chân ha. Ok con. Bye bye John. Goodbye, teacher. Have a nice Saturday. Bye bye. Goodbye.